kính chào quý khán giả của Auto Việt Nam. Ra mắt vào năm 1981 và đã có 4 phiên bản được trình làng, có mặt tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên thế giới. Bên cạnh đó thì chinh phục hàng triệu trái tim những người yêu xe và mê học rat. 7 lần liên tiếp vô địch giải đua xe ô tô địa hình khắc nghiệt nhất trên thế giới, đó chính là Dakar Rally. Huyền thoại Mitsubishi Pajero, một trong những người đàn anh của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 2021 đang đứng cạnh tôi ngay lúc này. Và nếu như Pajero không có được những sự thành công ở những cái chặng đua như vậy và thành công ở trên thế giới như vậy trong những năm qua, thì chúng ta sẽ không có những phiên bản thương mại như Mitsubishi Pajero Sport 2021 đang đứng cạnh tôi ngay lúc này. Nói về Mitsubishi Pajero thì chúng ta sẽ nói về một cái mẫu xe mà thiên hướng đó là đem lại cái trải nghiệm vận hành mạnh mẽ. Trong khi đó thì để phục vụ cho những cung đường khó, những cung đường phức tạp, đúng không ạ? Còn Mitsubishi Pajero Sport thì là một trong những cái mẫu xe được thương mại hóa và xu hướng là vận hành trong đô thị nhiều hơn và phục vụ gia đình nhiều hơn. Bởi lẽ vậy nên là sẽ có những cái khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm, phát thiểu khí thải ra môi trường thấp. Đồng thời là những cái mẫu xe thương mại như Mitsubishi Pajero Sport thì được trang bị nhiều những tính năng công nghệ hiện đại và an toàn, nó phù hợp với đô thị hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Mitsubishi Pajero và Mitsubishi Pajero Sport thì đều có một cái điểm chung, được trang bị một cái vũ khí cực kỳ đặc biệt, đó chính là hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian Super Select 2. Và lát chút nữa thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về cái công nghệ như vậy. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đứng bên cạnh tôi đây là chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 2021, phiên bản nâng cấp qua các chu kỳ. Mitsubishi Motor vừa rồi cũng đã công bố mức giá bán đối với hai phiên bản được phân phối chính thức ở tại thị trường Việt Nam và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Đó chính là phiên bản sử dụng động cơ 2.4 lít một cầu, có mức giá bán là 1 tỷ 110 triệu. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 2.4 lít hai cầu thì có mức giá bán đó là 1 tỷ 345 triệu đồng. Vậy thì Mitsubishi Pajero Sport 2021 có gì để cạnh tranh với những đối thủ ở trong phân khúc như là Toyota Fortuner, như là Ford Everest? Thì ngay trong video clip lần này chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về mẫu xe này nhé. Nhưng trước tiên để đến với video thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và rung chuông ở góc phía bên phải màn hình để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin cảm ơn. Tôi sẽ không nói về cái ngoại hình của Mitsubishi Pajero Sport 2021 bởi vì bản chất là trên cái mẫu xe này thì đã được áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal, một trong những cái ngôn ngữ thiết kế rất thành công trên những cái mẫu xe của Mitsubishi hiện tại. Mà chúng ta chứng kiến được đó chính là mẫu xe Mitsubishi Xpander, rồi Mitsubishi Atlas, Triton cho đến Outlander, đúng không ạ? Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về cái khối động cơ và khả năng vận hành mới của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport. Nằm ở dưới nắp capo ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khối động cơ 2.4 lít sản sinh ra khoảng tầm 181 mã và moment xoắn đạt khoảng tầm 430 Newton ở những giải vòng tua đạt được khoảng tầm 2.500 vòng trên phút. Cái sự khác biệt ở đây đó là kết hợp với một cái cụm hộp số 8 cấp thay vì 6 cấp như ở phiên bản cũ. Đó là sự khác biệt. Và các bạn có thể thấy rằng là nếu như ở phiên bản cũ sử dụng cụm hộp số 6 cấp thì thiên về đó là vận hành off-road, vận hành ở những cung đường phức tạp hơn, thì Mitsubishi Pajero Sport 2021 thiên về trong đô thị hơn. Bởi lẽ vậy nên nó sẽ có một cái khối động cơ kết hợp với một cái cụm hộp số 8 cấp để giúp cho chúng ta vận hành ở ngoài đường trường, ở những giải vận tốc cao, tiết kiệm nhiên liệu hơn, đúng không ạ? Phải nói rằng là Mitsubishi bây giờ thì với cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal của họ, họ đem tới cho chúng ta là một cái thiết kế hiện đại và phải nói là hướng đến tương lai. Với những cái ngoại hình thiết kế này thì tôi dám cá chắc với các bạn rằng là nó sẽ thiên hướng đem tới cho những người dùng trẻ hơn, đúng không ạ? Phía bên dưới thì chúng ta vẫn có một cái phần cụm đèn chiếu sáng. Cụm đèn chiếu sáng được sử dụng công nghệ full LED và đều được tích hợp những cái chức năng như là tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh này, tự động điều khiển góc chiếu sáng. Tất cả những công nghệ như vậy thì gần như là được trang bị trên những cái mẫu xe của Mitsubishi hiện nay, đặc biệt là Pajero Sport, nó là tiêu chuẩn. Ok, ở phần phía bên dưới này thì chúng ta còn có phần chi tiết rửa đèn này, rồi cảm biến phía đằng trước 1, 2, 3 và 4 con cảm biến. Phía bên dưới phần lưới tản nhiệt hốc hút gió thì chúng ta sẽ có những cái họa tiết theo kiểu dạng hình tổ ong. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái thiết kế này nó rất hài hòa trong tổng thể cái thiết kế ở phần đầu xe.
Bên cạnh đó thì chúng ta còn có cái phần chi tiết cam trước trong tổng thể chi tiết camera 360 độ của xe, được đặt ở phần phía bên dưới cái phần lưới tản nhiệt hốc gió đây. Ok, điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ cho các bạn nằm ở phần phía bên trong này, thì chúng ta sẽ có một cái phần chi tiết cơ học rất rất quan trọng để giúp cho cái công nghệ trong an toàn Mitsubishi Exit có hoạt động hiệu quả hay không. Đó chính là cái radar quét sóng âm. Đây tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ ở đây đó là cái sự khéo léo mà Mitsubishi họ đưa vào bên trong cái phần logo xe đây. Chúng ta sẽ không có một cái phần gì đó nó nhô ra ở đây hay ở dưới đây hay ở phần phía bên trong này, không có. Chúng ta sẽ có cái phần radar quét sóng âm được đặt rất khéo léo bên trong này. Đó là một trong những thứ mà tôi đánh giá rất là cao. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ vẫn có những cái phần chi tiết chrome được uốn cong và tạo thành hình chữ X ở phần đầu xe. Cái đấy thì nó cũng giống như các phiên bản trên những cái mẫu xe của Mitsubishi hiện nay thôi ạ, đúng không ạ? Rồi phía bên dưới thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta sẽ có cái phần khuếch tán gió. Cái phần góc thoát của mẫu xe này rất lớn các bạn nhé. Và những con số thông số thì chúng tôi sẽ đặt bên trên màn hình để cho các bạn có thể là tiện theo dõi, đúng không ạ? Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có khuếch tán gió này và được sơn nhũ mạ. Nhưng cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh chia sẻ cho các bạn ấy, đó chính là cái phần cái khiên bảo vệ mà tôi gọi đó là gì? Bùa hộ mệnh của những mẫu xe địa hình. Nếu như các bạn có thể tưởng tượng rằng là nhá, chúng ta chạy ở những cung đường khó, những cung đường off-road, chạy ở những giải vận tốc rất rất là cao, chúng ta không có những khiên bảo vệ như này, chúng ta không có cái phần đáy bảo vệ cái các te này, thì các bạn sẽ rất dễ ăn phải đá, rồi bục đáy các te này, rồi hệ thống lái, rồi trụ lái, vân vân nhiều thứ, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng rất nhiều thứ. Bởi lẽ vậy nên là chúng ta có những phần chi tiết bảo vệ ở phần phía bên dưới thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế mà Mitsubishi Pyro Sport 2021 được trang bị. Về phần thân xe của Mitsubishi Pyro Sport thì các bạn có thể thấy ở đây thôi. Chúng ta có một cái ngoại hình phải nói rằng là nó to đô mà nó bệ vệ. Và tôi cũng có nói với cả anh tư vấn bán hàng của Mitsubishi rằng là phải nói rằng là Mitsubishi Pyro Sport, cái dòng SUV của họ, họ thiết kế có một cái ngoại hình phải nói rằng là tôi đặt cho nó là gì? Cơ bắp kiểu Nhật. Chúng ta có cơ bắp kiểu Mỹ rồi nhưng bây giờ chúng ta đã có cơ bắp kiểu Nhật với những cái thiết kế hài hòa trong cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Steel. Những cái đường gân từ phần đèn phía trước cho tới cánh cửa phía đằng trước, rồi đường gân ở cánh cửa thứ hai kéo tới phần đèn, đúng không ạ? Nó rất hài hòa. Bên cạnh đó thì các bạn thể thấy là chúng ta sẽ có những ô cửa kính thiết kế rất là rộng để đảm bảo những luồng ánh sáng ở bên trong cái khoang nội thất xe. Hành gia nóc thể thao cũng có. Về chiều dài của Mitsubishi Pyro Sport 2021 thì chiếc xe này đang được sở hữu một cái kích thước chiều dài là 4m825. Tôi nhớ không nhầm là như vậy. Và chiều dài trục cơ sở là 2m8, một trong những con số rất là lớn. Bên cạnh đó thì khoảng sáng gầm cũng là một trong những cái ưu điểm trên cái mẫu xe này, với con số đó là 218mm. La răng xe cũng phải thiết kế nó phù hợp với một cái mẫu xe SUV địa hình như Pyro, đúng không ạ? Các bạn thấy là cái cách tạo hình nó đẹp không? Rất là đẹp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái phần la răng xe thiết kế cách tạo hình với hai tông màu, phía bên trong sơn đen, phía bên ngoài kim loại phay xước, rất là đẹp mắt. Và các bạn có thể thấy là cái cách tạo hình nó hoàn toàn khác biệt với cái mẫu la răng trước đó và hoàn toàn khác với những mẫu xe SUV hiện tại ở trên thị trường hiện nay. Nó rất là đẹp và vẫn được sử dụng kích thước là 18 inch thôi. Còn trong phân khúc SUV địa hình hiện nay ở tại thị trường Việt Nam thì chúng ta nhắc tới cái đối thủ rất mạnh với Pyro Sport, đó chính là Ford Everest, thì được trang bị la răng là 20 inch. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là la răng to thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì đổi lại, la răng to thì vận hành đường cao tốc chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là ồn, đúng không ạ? Và tôi thấy rằng là cái phần la răng 18 inch thì nó sẽ phù hợp hơn. Và đó là cái ưu tiên, cái hướng tới của nhà sản xuất. La răng này thì là 18 inch và chúng ta sẽ có thông số kích thước lốp đó là 265-60. Lốp này của Toyo. Hai bánh phía trước sử dụng phanh đĩa thông gió, hai bánh phía sau sử dụng đĩa đặc. Ok. Một cái điểm nữa mà tôi muốn nhấn mạnh chia sẻ cho các bạn ở phần phía bên dưới nhá, hệ thống treo của Pyro Sport 2021 là sự khác biệt để giúp cho chúng ta chạy kể cả tốc độ cao ngoài đường trường hay là đi off-road đều ok. Hệ thống treo phía đằng trước theo kiểu dạng độc lập càng a kép nhưng đã được thêm thanh cân bằng. Rồi, phía đằng sau cũng vậy. Phía đằng sau hệ thống treo liên kết 3 điểm cũng được thêm thanh cân bằng.
ưu điểm đó là gì so với hệ thống treo thông thường? Đó chính là nếu như chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, chúng ta chuyển làn đột ngột, chúng ta lấy lề gắt, hay là chúng ta ôm cua ở những giải vận tốc cao, đặc biệt là chạy off-road ở những giải vận tốc cao, thì chúng ta có cái phần thanh cân bằng nó kết hợp với hệ thống treo, nó giúp cho phần thân xe ổn định, cực kỳ ổn định. Và tôi cũng đã có những cái trải nghiệm với những cái mẫu xe như vậy rồi. Và sắp tới đây thì tôi sẽ có một cái bài đánh giá sâu hơn về mẫu xe này, chạy ngoài đường trường, đô thị cũng như là những cung đường khó hơn. Phía bên trên thì chúng ta sẽ vẫn có gì? Chúng ta vẫn có gương phía bên ngoài được ốp mạ chrome, có đèn xi nhan báo rẽ dạng LED, có camera chân gương ở đây, giấu rất là khéo. Đó, cực kỳ khéo luôn. Đó, Toyota thì họ để ở chân gương. Đó, các dòng xe khác thì nó nhô ra một chút. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có cảnh báo điểm mù rồi sấy mặt gương, đều có hết, đúng không ạ? Đó, tay nắm cửa ốp mạ chrome và có chức năng mở cửa nhanh, đều có hết. Nói chung là những cái mẫu xe mà tiền tỷ như này thì chắc chắn những cái chức năng cơ bản này phải có. Ở phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy tôi sẽ nói tổng quan về ngoại hình này nhá. Nếu như các bạn nhìn tổng quan phần đuôi của chiếc xe Pyro Sport này, các bạn sẽ thấy rằng là thiết kế bây giờ nó đã gì? Nó đã vuông vức hơn nhưng nó rất là tinh tế. Chúng ta sẽ có một cái phần đuôi xe nó không còn bo tròn như ở phiên bản cũ nữa. Điều đó nó thể hiện rằng là cái thiết kế từ phần đầu, phần thân rồi phần đuôi xe nó hài hòa với nhau, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là nó có những cái đường gân nếp gấp nó đẹp mắt. Rồi cụm đèn hậu sử dụng hoàn toàn bằng LED với những cái thiết kế đồ họa sợi quang đây. Phải nói rằng là một trong những cụm đèn mà khác biệt hoàn toàn so với toàn bộ những cụm đèn còn lại của những mẫu xe trong phân khúc. Phía bên trên thì chúng ta sẽ vẫn có cánh gió thể thao rồi tích hợp với đèn phanh trên cao, đều có. Chi tiết mạ chrome phần thân xe có. Rồi chi tiết camera lùi chắc chắn có rồi. Và đuôi xe thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3 và 4 con cảm biến lùi. Khuếch tán gió phía đằng sau sơn nhũ mạ có. Đèn phản quang có. Ốc thoát rất là lớn. Và trên Mitsubishi Pyro Sport 2021 thì đã được thêm cái chức năng đa cốp. Ok. Và các bạn nên nhớ rằng này nhá, những con cảm biến đá cốp thì nó sẽ đặt hai bên, đặt hai bên phía bên dưới, chứ nó không đặt ở phía giữa như một số các dòng xe hiện nay. Và tất nhiên là cốp này thì chắc chắn là cốp chống kẹt. Đó, chống kẹt. Ok, nói một chút không gian bên trong cái khoang hành lý của chiếc xe Mitsubishi Pyro Sport thì các bạn sẽ thấy rằng là nó vừa đủ để cho chúng ta để hành lý ở đây. Và nếu như mà các bạn muốn tối ưu không gian, các bạn muốn rộng hơn một chút thì các bạn có thể là gập hai hàng ghế thứ ba này xuống và chúng ta sẽ có cái không gian rất là rộng để chúng ta để những cái đồ vật dụng to, vật dụng định kỳ, vài cái ba ly, thậm chí là vài bộ gốp, đúng không ạ? Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá bên trong nội thất của xe. Trên mẫu xe Mitsubishi Pyro Sport 2021 thì các bạn sẽ thấy rằng là Mitsubishi đem tới cho chúng ta ấy là một cái không gian nội thất màu đen, bên trên trần thì sử dụng nỉ đó, và đem tới cho chúng ta là một cái không gian rất hài hòa về cái ngoại thất thiết kế xe cho tới nội thất xe. Nó rất là hiện đại và phải nói rằng là không chỉ đơn thuần là hướng tới những khách hàng là trung tính, mà cái không gian nội thất này tôi nghĩ rằng là rất nhiều những bạn trẻ sẽ yêu thích cái không gian nội thất như này. Phía bên trên tắp lô xe thì vẫn được sử dụng bằng nhựa giả da. Phía bên dưới này cũng vậy. Đó. Nổ máy lên thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái màn hình thông tin giải trí 7 inch. Chúng ta có thể kết nối với Apple CarPlay, với Android Auto, với USB, với AUX, đúng không ạ? Chúng ta có thể là xem Google Maps ở trên cái màn hình 7 inch này luôn. Và với cái màn hình này thì có khả năng kết nối với cả điều khiển giọng nói luôn. Màn hình này thì tôi cho rằng là cái giao diện của nó, cái độ phân giải của nó và độ nhanh nhạy của nó thì thực sự rất là ok. Có cả kết nối với cổng HDMI này. Đó, đều có hết ạ. Cụm đồng hồ táp lô của xe thì được thiết kế theo kiểu dạng hoàn toàn điện tử với những cái thông số, phải nói rằng là không biết là các bạn nghĩ sao, nhưng mà đối với cá nhân tôi thì cái cụm đồng hồ táp lô của xe nó thể hiện một cái thiết kế rất là hiện đại trên cái mẫu xe này, và các bạn sẽ cảm thấy rất là thích thú với cái cụm đồng hồ này. Ở phần phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cái phần hệ thống điều hòa với hai vùng tự động độc lập,
Và các bạn có thể thấy là những cái cửa gió điều hòa phía bên trên này thì được thiết kế theo kiểu dạng hình thang. Và nói chung về cái những cái điều hòa của những mẫu xe đến từ Nhật thì thực sự rất là mát, mát rất là sâu, bởi vì sử dụng chung những cái vật tư vật liệu phụ tùng của Denso. Phía bên dưới thì chúng ta còn có những cái cổng sạc USB, rồi cổng HDMI, rồi chi tiết mùi thuốc lá nữa. Đó. Rồi nút khóa vi sai. Đấy. Cần số thì với các chế độ khác nhau, như là chúng ta có thể là chuyển về số D, hoặc là chúng ta có thể là chuyển về số D cộng, D trừ, tức là sử dụng lẫy chuyển số trên vô lăng. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có nút hỗ trợ đổ đèo, rồi cài đặt các chế độ lái vận hành. Bên cạnh đó thì phanh tay điện tử, rồi auto hold đều có. Và một cái vũ khí mà tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ cho các bạn vừa nãy, đó chính là cái hệ thống Super Slack, một trong những cái vũ khí của Mitsubishi. Và với cái nút xoay này thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC ngay cả khi các bạn vận hành, các bạn di chuyển. Đó là một trong những cái sự khác biệt với những mẫu xe còn lại trong phân khúc. Ok, và có lẽ là với những cái chức năng như này thì tôi sẽ hẹn các bạn ở một cái video khác, chúng ta trải nghiệm thực tế và tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Phần phía bên trên yên ngựa này thì các bạn sẽ thấy rằng là được ốp những phần da mềm với những cái đường chỉ khâu nó rất là trau chuốt, rất là tỉ mỉ. Đó, không biết các bạn có thấy hay không, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cho rằng là thiết kế như này thì rất nhiều những người trẻ rất là thích, không đơn giản là các bác trai bác gái ở độ tuổi trung niên đâu ạ. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái phần hốc để đồ ở đây. Hốc để đồ, rồi bệ đỡ tay. Bệ đỡ tay này thì không trượt lên trượt xuống được. Đó. Rồi vị trí để gạt tàn thuốc lá, để chai nước đúng không ạ? Thể hiện cái tinh thần quan tâm đến khách hàng của những mẫu xe đến từ Nhật. Tinh thần Otemodashi. Ok, gương thì ở đây chắc chắn là chống chói ngày và đêm rồi. Rồi cửa sổ trời, không phải là cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên cũng đem lại cho người ngồi ở phía sau không gian thoải mái, hóng mát. Bên trên vô lăng thì các bạn sẽ thấy rằng là vô lăng của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport thì được ốp da tương đối là mềm. Và bên trên vô lăng này thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm cơ bản như là tăng giảm âm lượng, rồi điều khiển những cái chức năng ở phần phía đằng sau cụm đồng hồ, táp lô xe, rồi màn hình trung tâm giải trí 7 inch ở đây. Và trên cái phần vô lăng này thì chúng ta còn có đàm thoại dành tay này, rồi điều khiển giọng nói và set ga tốc độ cruise control và adaptive cruise control đều có các bạn ạ. Phía sau vô lăng thì chúng ta sẽ có lẫy chuyển số. Đó, lẫy chuyển số ở đây. Đó, với lẫy chuyển số này thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà chúng ta chạy đường trường cũng như là chạy off-road đúng không ạ? Và vô lăng ở đây thì chúng ta có thể là điều chỉnh 4 hướng khác nhau. 1, 2, 3 và 4 ạ. Và chỉnh cơ. Phía bên tay trái của tôi thì chúng ta sẽ có những nút bấm như là điều khiển chức năng kính này, rồi chức năng cảnh báo tiền va chạm, rồi tắt bật cảm biến, tắt traction control, chống chân trượt và nút khởi động start stop. Đó, không thể thiếu được. Bên trên tắp ly xe thì các bạn thấy nhá, chúng ta sẽ có những cái phần da mềm ở cái phần tay nắm cửa ở đây và phần bệ đỡ tay ở đây. Đó. Ok, các bạn có thể nghe cái tiếng đóng cửa này thôi. Rất là chắc chắn đúng không ạ? Ok, ghế thì phía bên lái của tôi là định chỉnh điện 8 hướng, phía bên phụ cũng định chỉnh điện 8 hướng. Và cái bề mặt ghế đây thì nó vừa đủ để cho chúng ta sử dụng. Hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Pajero Sport thì tôi xin chia sẻ với các bạn rằng là những mẫu xe đến từ Nhật như tôi đã nhắc đi nhắc lại ở rất nhiều video clip khác nhau, những mẫu xe đến từ Nhật thì luôn luôn tối ưu không gian phần phía bên trong rất là tốt. Và điều mà chúng ta thấy được trên cái mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport này là một cái không gian phải nói rằng là rất là rộng, rất là thoải mái. Nếu như các bạn ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngồi bên tay trái đây, các bạn cũng sẽ có một cái không gian giữa đầu gối phía trước và hàng ghế phía đằng trước. Bạn sẽ có gần như một găng tay. Và cái phần không gian phía trên đầu cũng vậy. Đó, cũng được một găng tay. Nhưng điểm mà tôi muốn nhấn mạnh chia sẻ cho các bạn đó chính là những cái cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đều có. Đó là một trong những cái gọi là vũ khí lợi hại để giúp cho chúng ta vượt qua những ngày hè nóng nực ở Hà Nội cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Tựa để tay, rồi vị trí để những cái cốc nước, chai nước ở đây thể hiện cái tinh thần quan tâm đến khách hàng của những mẫu xe đến từ Nhật. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có những cổng sạc 12V ở đây.
và cổng sạc 220V điện xoay chiều sử dụng cho các thiết bị văn phòng. Đèn đọc sách đó, và những cái nút điều chỉnh chế độ gió vân vân, rất nhiều thứ ạ. Ok, sàn thì tương đối là phẳng nhé các bạn nhé, bởi vì xe sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau, với lẽ vậy nên là chúng ta sẽ không thể tránh được cái phần chi tiết này, nó sẽ có nhô lên một chút để nó đặt cái vị trí cắt đăng ở đây, đúng không ạ? Nếu như các bạn muốn gập hàng ghế thứ hai để chúng ta vào hàng ghế thứ ba, chúng ta chỉ cần một chạm như này thôi, đó, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Ở hàng ghế thứ ba của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn rằng là cái ưu điểm của nó, thì như tôi đã nhấn mạnh là chúng ta sẽ có những cái cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba này, rồi những cổng sạc 12V ở đây, rồi những cái vị trí để nước và vị trí để tay đây nữa. Tuy nhiên thì nếu như mà một người mà có cái chiều cao cân nặng khoảng tầm trên 1m8 thì ngồi ở vị trí này chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên nếu như mà với trẻ em chẳng hạn như là ngồi ở vị trí này mà đi ở những cung đường vài chục hay là trăm cây số thì cũng rất là ok. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là hàng ghế thứ ba thì không phải dành riêng cho người lớn, là dành cho trẻ con tương đối thôi, chứ không thể nào mà thoải mái như hàng ghế thứ hai và ghế đầu được. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ có dây đa an toàn 3 điểm các vị trí, rồi tựa để đầu nữa cũng đều có hết ạ. Vừa rồi đó là những cái trải nghiệm của tôi ngắn thôi, có lẽ về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport, về nội ngoại thất cho đến những cái trang thiết bị tính năng công nghệ ở bên trong xe. Có lẽ là cũng phải hẹn các bạn một cái video khác về cái trải nghiệm, về cái đánh giá lái thử trong đô thị cũng như là ngoài đường trường, những cung đường khó hơn với cái mẫu xe này. Vậy thì Mitsubishi Pajero Sport 2021 đã đủ làm các bạn hài lòng chưa? Và các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy cho chúng tôi biết bằng comment ở phần phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.